Ôi, chiều xin chào anh chị và các bạn nha. Thì mấy ngày nay cũng nghỉ xa hơi anh chị ạ. Hôm nay em bắt đầu một công việc mới và vẫn giới thiệu cho anh chị những chiếc xe cũ qua sử dụng đảm bảo chất lượng cho anh chị ha. Thì em cũng mới vừa đi mua cái chiếc xe Camry này về luôn anh chị. Mới vừa đi mua về luôn. Đây là Camry 2.0G sản xuất 2020 nha. Đó, xe này em cũng mới vừa đi tính hãng luôn. Mới vừa đi tính hãng. Nói chung mọi thứ là còn đẹp. Xe này nước sơn còn khoảng tầm 90%, chỉ có sơn cái cản và cái cản sau thôi, cản trước và cản sau thôi. Xe rất là đẹp luôn. Đó, xe thì mang biển Sài Gòn cho anh chị. Đây, mang biển Sài Gòn ha. Đó, và chiếc xe này em đang bán giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Chỉ có 965 triệu thôi. Đó, xe đi 30.000 cây chuẩn ô đô, cam kết với anh chị. Và xe này em đã kiểm tra hết tất cả các hạng mục rồi. Xe không lỗi luôn nha anh chị nha. Xe không lỗi luôn. Đó, đây nè, xe mới về luôn. Xe này chưa có đánh bóng gì luôn. Chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì cả. Đó, bây giờ anh chị và các bạn cùng em mình đi dạo một vòng cái chiếc Camry 2.0 này nha anh chị nha. Đó, mà đây là một chiếc Camry 2.0G nha anh chị. Mang biển Sài Gòn. Xe chạy 30.000 cây chuẩn luôn. Đó, thì hôm nay em bắt đầu một công việc mới rồi. Một cái thử thách mới nha. Đó, hôm nay em sẽ tự đi mua xe luôn. Tự đi mua xe, tự kiểm tra xe và tự đi test xe luôn. Đó, những chiếc xe mà đảm bảo nha, chất lượng ok, đẹp. Đó, xe chuẩn zin, xe không tai nạn, không ngập nước thì em sẽ mua và em giới thiệu cho anh chị, em đem đến cho anh chị. Và được một cái nữa, khi mà em bán cho anh chị những chiếc xe này, giá cả đảm bảo luôn luôn tốt hơn cửa hàng và showroom từ 10 triệu đến 30 triệu nha anh chị nha. Đó. Thôi, thì bây giờ anh chị và các bạn cùng em mình dạo một vòng cái chiếc Camry 2.0G mẫu mới nhập Thái Lan này nhá. 2.0G thì hôm nay xăng tăng giá ha anh chị ha. Mình đi cái dòng 2.0 này thì nó tiết kiệm 10.2 nè, 6.5 nè và 7.8 ha. Đó, thì thời gian qua thì Triều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi nè kênh của Triều và ủng hộ Triều ha. Đó, Triều thì cũng luôn muốn anh chị và các bạn luôn đồng hành và theo Triều tiếp tục những cái thử thách tiếp theo nha. Đó, thì bây giờ em sẽ tự đi mua xe và em tự quay, tự giới thiệu cho anh chị luôn. Và giá cả đảm bảo tốt nhất cho anh chị. Đó, và những chiếc xe mà em bán từ 2015 trở lên thì em vẫn có hỗ trợ về ngân hàng cho anh chị nha. Em vẫn có làm ngân hàng luôn, anh chị yên tâm. Đây, 30.000 cây. Thì xe này em đã đi test hãng luôn rồi. Em đi test hãng rồi, đi kiểm tra hết tất cả các hạng mục rồi. Xe chuẩn, đẹp. Đó, giá chỉ có 965 triệu thôi. Đó, đây nè anh chị, năm sản xuất là 2020 nha. Đây, đó, năm sản xuất là 2020 ha. Đó, xe đi không, mọi thứ ha, rất đẹp luôn. Để em mở capo lên luôn. Đây là tấp bi cửa sau bên trái nè. Đó, hàng ghế thứ hai nè. Xe này mới về luôn nha, em mới vừa đi lấy về luôn. Xe nè, từ nhà khách hàng luôn anh chị. Đây là Camry 2.0G ha. Và xe này là mang biển Sài Gòn luôn nha anh chị nha. Mang biển Sài Gòn luôn. Đó, nếu anh chị nào ở Sài Gòn thì mình cũng sẽ không mất 20 triệu phí biển số nha. Xe đẹp chuẩn, bảo chuẩn cho anh chị luôn. Xe này em bán em có hỗ trợ với ngân hàng cho anh chị luôn. Xe này thì anh chị có khoảng tầm 300 triệu thôi là ok. Anh chị có thể vay và mua được cái chiếc Camry 2.0G này nha. 2.0G nhập Thái Lan, giá cực kỳ tốt cho anh chị. Đó, tắp bi cửa trước nè, bên phải nè, ghế trước bên phải nè, chỉnh điện 6 hướng nha. Đó, mọi thứ còn rất đẹp. Đây, 30.000 cây chuẩn luôn nha. Vô lăng nè, 30.000 cây đây nè. Đó, cái cần số 30.000 cây đây nè. À, xe này bây giờ mà đi dọn dẹp đánh bát là cái là đẹp long lanh luôn, đẹp như mới luôn nha anh chị nha. Em quay cái động cơ xong em sẽ qua đi ra phía sau cốp, em quay cái bánh xe dự phòng cho anh chị xem luôn. Đó, động cơ chuẩn luôn, chuẩn nguyên zin cho anh chị nha. Đây, xe thì em vẫn đang để nổ máy luôn nè. Đó, thì em mua bán nè, em cũng y nguyên những gì mà em từng quay và em giới thiệu anh chị ha, là xe bên em bán
là em cam kết với anh chị xe không tai nạn, không ngập nước, máy zin. Đó, đây. Em thì làm YouTube cũng lâu năm rồi. Đó, em lấy cái uy tín từ cái kênh của em ra để em đảm bảo cho anh chị, để anh chị yên tâm sử dụng. Đó. Thì em làm là em làm dài lâu, chứ em không có làm lúc này lúc kia, anh chị yên tâm. Đó. Anh chị mua xe thì ủng hộ em thì em sẽ làm tất cả bằng cả trái tim luôn anh chị ha. Đó. Còn bây giờ thì nhiệm vụ của em bây giờ là sẽ đi săn xe, đi tìm những chiếc xe chất lượng. Đó. Xe mọi thứ là phải chuẩn để em giới thiệu, đem đến cho anh chị những sản phẩm chất lượng nhất. Đó. Bây giờ em sẽ đi ra phía sau cốp, em quay cái bánh xe dự phòng. Anh chị nhớ ủng hộ em nha. Và anh chị nào lần đầu vào kênh á thì mình nhớ đăng ký kênh. Đó, sáng là sớm là đem theo cái ba lô đi mua xe. Đó, đem theo cái ba lô đi mua xe và xong là quay luôn. Đó, và khi mà anh chị đến xem xe ok thì em sẽ đem chiếc xe đi dọn. Dọn dẹp sạch sẽ lại. Đây nè, bánh xe dự phòng 30.000 cây. Vẫn còn vết sơn nha anh chị nha. Đó, vẫn còn vết sơn. Đó, mọi thứ nè, em đã kiểm tra hết rồi. Kiểm tra hết rồi. Xe này là full lịch sử hãng cho anh chị luôn. Full lịch sử hãng. Em cũng đã đem đi ra hãng test luôn rồi. Nếu anh chị đến đây xem xe, ok, nếu mình ưng ý chiếc xe này, anh chị có thể đi test hãng thêm một lần nữa với em cũng được nha, không có vấn đề gì cả. Rồi, đó, nãy giờ em quay, em giới thiệu cho anh chị thì anh chị cũng biết một phần về cái chiếc Camry 2.0 này đúng không ạ? Đó. Đây, xe thì rất là đẹp ha. Thì giá chiếc này em đang bán với giá là 965 nha. 965 triệu thôi, đến Sài Gòn. Đó, xe đẹp chuẩn luôn, mới vừa lấy về luôn. Nếu quan tâm thì gọi trực tiếp cho em nha, trực tiếp cho em. Thì em có hiện tại thì em cũng vẫn mua xe bình thường thôi. Anh chị nào đang có ý định muốn bán xe hoặc là muốn đổi xe gì đó thì ở đâu em cũng mua nha, tỉnh em cũng mua luôn. Ở miền Tây hay là ở Đồng Nai, Lâm Đồng gì đó, ở đâu em cũng mua cả. Chỉ cần anh chị có nhu cầu bán thôi, anh chị liên hệ cho em, em sẽ đến trực tiếp nhà anh chị mua xe luôn. Đó. Chiếc xe này có chợ bay luôn nha anh chị nha. Có chợ bay luôn. Rồi em chiều cảm ơn anh chị đã xem clip. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em. Đó. Em sẽ cố gắng ngày càng phát triển kênh hơn để đem đến cho anh chị những cái sản phẩm ô tô và sử dụng chất lượng hơn nha. Đó. Rồi em chiều xin chào anh chị nha. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nha.